Xin chào các bạn, hôm nay bên Hoàng đi giao cây đàn Roland LX15. Thì mỗi vị khách mua lại là một câu chuyện khác nhau. Thì hôm bữa là dì dắt cháu đi mua đàn, thì cô cháu khoái lắm rồi. Thế là hai dì cháu chốt mua, về nhà báo cáo lại với bố. Bố không chịu, bố bảo con học hành sao nghiêm chỉnh thì bố mới mua cho, còn không thì thôi. Đấy, Hoàng em mách lại như vậy. Thì sau một quá trình là hơn 2 tuần cố gắng của cái cô bé, thì cuối cùng thì bố mẹ cũng phải xuôi lòng và đã đến để mua cây đàn cho cô bé. Và hôm nay là tụi Hoàng đi giao cho cô bé đây. Đây, mời các bạn theo chân Hoàng nha. Đấy, cái đường vào nhà này các bạn, hơi bụi tí nhưng mà rộng thoáng. Đấy, Hoàng làm cái clip ngắn gọn để kỷ niệm cho cửa hàng của Hoàng cũng như là kỷ niệm cho khách. Đấy. Rồi, chú chúc mừng con, cuối cùng con cũng đã có được cái cây đàn mà mình mong muốn rồi đó. Đấy, dì của con chụp hình là con đã đi vớ cho đàn rồi nè, đó, đi vớ cho pedal rồi các thứ, dễ thương quá chừng luôn. Mua ở đâu mới mốt chỉ cho chú mua với nha. Rồi, chúc mừng con, và cũng phải cảm ơn dì Hân nữa, dì Hân của con rất là phong cách đấy. Đây là một trong những cái cây đẳng cấp nhất. Thành ra là các bạn nào mà có nhu cầu mua đàn và mua những cây xịn sò như thế này á, thì các bạn xem thêm cái clip review của Hoàng ở chỗ này nha, để mà hiểu thêm về nó và xem là cái nhu cầu của mình có đến như vậy hay không, thì phải sắm những cây này thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu của bạn ha. Thì thay vì mua mới là hiện giờ là cây LX708 thì nó có giá 130 triệu một cây, mua cũ cây LX708 thời gian này á thì nó cũng mới sản xuất 1-2 năm nay thôi, thì mua cũ cũng phải độ 80 mấy triệu rồi, không có rẻ đâu. Nên là có thể các bạn mua cái cây LX15 đó với cái giá khoảng độ 36 triệu thôi. Đó là nó đã ngang tầm với cây 708 rồi. Đương nhiên 708 nó thế hệ mới nên nó hay hơn chút nữa. Tuy nhiên là LX15 là quá xịn rồi đó các bạn. Rất là đã. Rồi ok, các bạn có nhu cầu mua đàn nhớ ghé để trải nghiệm các sản phẩm của bên Hoàng, rồi mình quyết định ha. Cảm ơn, xin chào các bạn.